Hello, chào mọi người đã đến với kênh của Huyền nha. Hôm nay bị cảm cho nên nói tiếng nó không được rõ, cho nên mọi người thông cảm giùm Huyền tí nha. Cái kem mụn này nè là dành cho da mà bạn bạn nào á mà bị mụn viêm, là mụn mủ, là mụn dị ứng, là mình sử dụng cái này khoảng tuần á, là cái da của mình nó gom còi mụn và nó xẹp mụn lại nha mọi người. Với lại nó trị thâm nữa, cái này chiết xuất từ nghệ từ thiên nhiên cho nên rất an toàn và lành tính luôn á. Cái nghệ này là hàng công ty cho nên mọi người sử dụng cứ yên tâm nha. 50.000 một chai 8 g. Cái chất nghệ bên trong á nó dạng làm như thuốc thuốc gì đó mọi người, thoa lên cái da của mình á, thoa một lớp nhẹ lên cái da của mình là vài ngày sau là cái những nốt mụn đó nó xẹp, nó gom còi lại. Nam nữ đều sử dụng được, đặc biệt là những bạn nào mà mụn dậy thì nè, ăn đồ nóng nè, thức khuya là nó hay nổi mụn dữ lắm luôn. Thì mình nên có một cái chai trị mụn như thế này để mình thoa lên những vết mụn cho nó xẹp, thì cái khuôn mặt của mình nó sẽ nhìn nó láng hơn, với lại nó kiểu như nó sáng hơn đó mọi người. Và thí dụ như chị em nào hay là anh em nào hay là những bạn nào, tóm lại là nó phù hợp với mọi độ tuổi luôn á. Thường là ít hoặc nhiều là ai cũng bị nổi mụn hết trơn á, cho nên 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 có một cái chai này bên người để mình sử dụng á, nó rất là tiện lợi luôn. Mà cái giá của nó rất là rẻ, có 50.000 một chai à, mà mình sử dụng á thì nó mau hết mụn hơn những sản phẩm khác luôn. Đây nha mọi người, cái chất nghệ bên trong, cái chất nghệ nó rất là trong luôn đó mọi người. Đây, cái chất nghệ bên trong trong viêm rồi. Mà chị em nào hoặc là anh em nào mà mọi người cần mua cái sản phẩm này về trị mụn á thì liên hệ với Huyền qua Zalo giùm Huyền nha. Cảm ơn tất cả mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ Huyền nhé nha. Chào tất cả mọi người.